Thì em sắp lại cho anh chụp cho đẹp. Dạ. Rồi đó. Review luôn. Cá đó gọi là cá gì chị hả? Đây là gọi là cá đỏng lên. À ok. Là thấy nó có cái đuôi dài dài cũng để ý chứ bình thường ăn cá đỏng cá thường nó sẽ không có cái đuôi đó giống vậy. Cái đồng đồng này là đồng con, nó sẽ có cái đuôi đó. À, còn nếu mà con cá đồng này là không bao giờ có này. Đúng rồi, đúng rồi. Em không thấy Sài Gòn cá này nè. Sài Gòn cá đây với lại cá đồng kia nè anh. Dạ, dạ. Cái đồng này là đồng cơ. Canh hai một ký anh. Ờ, cá đồng cơ. Cái đồng cơ này nó mắc hơn cá đồng kia nha. Dạ, trăm hai. Trăm đồng không có trời. Đồng cơ là ngon chứ rưỡi. Cá đồng. À, vậy hả? Đây, quay chụp cảnh các bạn xem nha. Nó sự khác biệt. Tô bún bò gừng, bún bò tái 35.000 đồng ha. Có thể ăn 15.000 cổ cũng bán luôn. Ở trong chợ Sớm Tiêu, thành phố Quy Nhơn. Ừ. Nhìn cái phần tái và gừng đã không? Góc bán khoai lang trong chợ Sớm Tiêu, thành phố Quy Nhơn. 25.000 đồng một ký, ba củ khoảng độ 10.000 đồng thôi. Ôi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2022. Và mình đang có mặt ở chợ Sớm Tiêu trên góc đường Thành Thái và Hồ Tùng Mậu, thành phố Quy Nhơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải vào chợ ha. Bên ngoài chợ bán trà tắc, bán bưởi, bán thịt cam, bán đồ ăn khá là nhiều. Bên ngoài là đường Thành Thái, vô đây là Hồ Tùng Mậu. Rau, cam, bánh đa. Cái bánh đa nhiều ạ. Đang nướng. Dạ, bánh đa nhiêu cái hả chị? 4.000 cái hả? Bánh này là bánh tiếu chứ mày bánh đen. Ủa bánh tiếu hả? Đây mới là bánh đây nè. Dạ dạ dạ. Đừng đừng có chất lượng nha. Dạ, cái bánh tiếu này nó ngọt ngọt hả chị? Nó xốp xốp xốp. Xốp xốp hả? Vậy cho mình cái nha. Bây giờ gửi tiền một lát ra lấy hả chị? Dạ, mua lấy mua lúc nào lấy. Ok. Để gửi tiền. Đây bánh tiếu. Nó làm từ bột gạo hả chị ha? Hay bột nếp? Bột nếp. Bột nếp. Chỉ cho đường mì, vô hả? Bột nếp với mì. Bột nếp với mì. Tiếu. Dạ. Có nở ra nè. Nó mới nở. Đây nó có to nữa nhưng mà cỏ đây là bán là vừa người ta không có dạ. Ghét. À dạ. Chỉ 4.000 thôi. Đó, chở qua trở lại. Rồi để gửi tiền cho chị. Rồi, lát nữa quay lại. Đây chủ yếu cam, chuối. Chợ này mình cảm nhận là nhỏ các bạn. Nhạc tưng bừng luôn. Đấy, bán bông, bán dừa. Đấy, ở đây bán bún, cái giò. Đó là cô đẹp vực này bán bánh rất là nhiều ha. Bánh đa, rồi bánh tiếu hồi nãy. Bột bánh xèo. Sớm Tiêu, phường Quang Trung. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị vào khu vực nhà lòng nha. Nhìn chung cái chợ này rất là dân dã, chủ yếu là dành cho người địa phương. Ở đây là khu vực bán trứng nè. Đó, trứng gà, trứng vịt. Rồi kế bên sẽ là bán rau nha, rất nhiều loại rau xanh tươi. Thấy người người đi chợ rất là vui vẻ các bạn. Và đây là khu vực bán trái cây ha. Rất rất nhiều loại trái cây. Đây chúng ta tiếp tục đi ha. Khúc này nhìn sâm tụ à. Trứng gà, quần áo, rau xanh. Rồi, kế bên cũng vậy luôn. Rồi, đằng kia. Ừ, khúc này vui ạ. Dạ.
các loại đậu, xoài, bí. Chào cô. Dạ. Dạ này buôn bán được không cô? Dạ. Tình hình chung á. Mà nó lai rai không cô hay là nó nặng luôn? Vậy luôn hả? Thấy cũng có người đi mà. Dạ. Dạ. Rồi. Thôi cố gắng thôi cô. Qua giai đoạn ha. Dạ. Hy vọng là vài tháng nữa sẽ trở lại bình thường hơn. Rồi, bình thường măng bùng. Dạ, mấy cái chợ khác cũng nghe than vậy. Nghe than quá trời, đầy đậu hũ. Dạ. Ồ, khoai lang. Khoai lang này bán sao em? Dạ, 25 ngàn tí. Cho anh hai củ được không? Lấy hai củ lớn đi. Okay. Hai củ lớn đi. Rồi. Nhiêu tiền ha? 7.000 đồng. Gọi là nghiêm hút khói luôn. Rồi một lát ăn khoai lang. Dạ. Rồi lát quay lại. Ủa nói sao mà quay video thấy nó đẹp quá vậy? Lên video lúc nào nó cũng đẹp lắm. Nhìn chung đúng á, người bán rất là nhiều, người đi mua thì ít. Dạ. Chào chị, đây chị bán trứng gà, trứng vịt. Gà, trứng vịt. Khoai lang. Ủa có cái loại khô này nữa. Khô này cô gì cô? Cô cá hố hả? Cá hố, cá là nào? À. Cá khô. Cái phần khô cá hố này cái thịt nó nhiều không cô hay là nó mỏng mỏng ha? À, nó mỏng mỏng em. Dạ. Bao nhiêu ký vậy cô? 200 ngàn đồng ký. 200 đứa còn cá lao 200. À dạ. Đem chiên giòn ăn ăn. Cảm ơn cô nhiều. Quay mấy ăn chuối. Dạ. Quay cô bán chuối hả? Quay đó đi đem qua Mỹ đi đó. Qua Mỹ hả? Ủa cô cho hỏi sao cái tên là chợ Sớm Tiêu, cô hồi xưa trồng tiêu hả? À. Bây giờ không thấy cái cổng chợ. Ngày xưa ở đây là người ta trồng tiêu. À tiêu. À khu vực tiêu. À. Bây giờ là không trồng nữa nhưng mà nó cũng chấp cái tên là Sớm Tiêu. Dạ, ok. Bây giờ họ trồng tiêu họ giờ về đâu rồi? Không có trồng nữa, kiểu như đất này rồi giờ người ta họ nhà nước họ lấy á. À. Không trồng nữa. Không như Sớm Tiêu nữa. À. Lâu rồi á. Dạ. Từ đời cha mẹ mình á. Ok. Như vậy là ngày xưa là có tiêu, còn bây giờ là hết tiêu rồi, bây giờ là tiêu điều. Giờ là tiêu điều. Qua đợt Covid nó sẽ đỡ hơn. Dạ, chào cô nha. Dạ. Giờ là tiêu điều nó vắng. Nhưng mà họ vẫn vui ha. Đây có loại bánh. Mình đang đi góc ngoài chợ. Ở đây là đường gì đây? Để mình xem thử coi. Hồi nãy là Thành Thái, cô Hồ Tùng Mậu. Ở đây là Võ Duy Dương. Võ Duy Dương các bạn ha. Khẩu trang cũng dính vô cái miệng. Đó. Đằng kia cô kêu có bán bánh xèo hay sao đó. Lướt qua, lướt qua. Đây, chắc bánh xèo. Cô bán bánh xèo. Rồi, ở đây bán cá luôn. Rất là tự tin. À, ủa mà chị bán gì vậy? Dạ bán đây. À nhưng mà bán bánh hỏi hả? Dạ bánh bèo xèo. Ok. Rồi ở chợ Sớm Tiêu. À là cô bán bánh này hả cô? Xèo. À, bánh xèo. Mà không có nhân hả? Có chỉ vậy thôi hả? Ờ. Dạ. Đây ăn chỉ bắp cái mà không có nhân. Dạ. Một cái bao nhiêu tiền cô?
5.000 6 cái hả? Dĩa mà. Là ăn 5.000 là no cái bụng luôn rồi đó. Dạ đúng rồi. Trời. Bánh xèo 5.000 6 cái rẻ không? Rồi bây giờ trước mặt các bạn nha, bên phía đây phải luôn cũng toàn bộ là thịt cá không. Mình sẽ kéo máy xuống nha. Đây là khổ quà. Cá khổ. Và cá ngừ, cá lục ngon nè. Rau. Rồi tiếp tục đi qua xuống máy. Dạ, cá nục, cá ngừ, cá khố này giống như cá sống. Anh chụp em nhé. Hello. Hello. Hãy tim luôn, hãy tim luôn. Dạ. Thôi, chợ sớm tiêu. Dạ. Nước Đài Loan hả? Rồi, nước Đài Loan hả? Ở Việt Nam sướng hơn giờ. Dạ. Còn mấy cái rổ à? Mấy cái rổ, mấy cái sạp. Rồi đi vô. Này quay video giới thiệu về chợ đó gì. Dạ, rồi, này cá điêu hồng. Dạ. Cá còn bơi á. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Lươn luôn. Ủa kìa, cái kèo bùng nháy kìa. Dạ. Rồi, qua đây con nó chụp sứa. Dạ. Rồi, sứa, sứa biển ha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi, lươn. Rồi, ở đây, con đi cá thật nhiều dữ rồi. Rồi, cái mực này ngon chưa? Rồi, làm bánh mua. Dạ. Không mua được, không mua luôn á. Tôi ở Sài Gòn thôi. Ngang. Ủa, cái này là cá cơm hả chị? Cá cơm mồm. Dạ. Rồi từ bên ta mua vô đó cho con. 500 á. Dạ dạ. Ngon vậy đâu á. Cái này dạ. Cái này chị có cá ngừ lớn là lớn luôn. Dạ mình đi ghi hình chút xíu chị ha. Dạ. Con cá đó đẹp quá. Thì em sắp lại cho anh chụp cho đẹp. Dạ. Rồi đó. Review luôn. Cá đó gọi là cá gì chị ha? Đây là gọi là cá đỏng lên. À ok. Là thấy nó có cái đuôi dài dài cũng để ý chứ bình thường ăn cá đỏng cá thường nó sẽ không có cái đuôi đó giống vậy. Cái đỏng đỏng là đỏng con nó sẽ có cái đuôi đó. À. Còn nếu mà con cá đỏng này là không bao giờ có này. Đúng rồi, đúng rồi. Em không thấy Sài Gòn cá này nè. Sài Gòn cá đây với lại cá đỏng kia nè anh. Dạ dạ. Cái đỏng này cá là đỏng cơ. Chị? Cái động cơ. Cái động cơ này nó mắc hơn cái động kia nha. Dạ. Trăm hai. Đúng quá trời. Động cơ là ngon chi rử. Vậy. Đây quay cận cảnh các bạn xem nha, nó sự khác biệt. Đây. Cá động cơ. Cá mó nhiêu chị? Cá mó cũng 120 hai luôn nè. Đây mình đẩy nhanh một vòng các bạn xem nha. Đó, bên trong nhà lồng hai bên bán cá, phía trước bán thịt. Rồi, tiếp tục đùa cá, cánh tay, sứa. Đây, cá ồ nè. Dạ. Chào cô. Này giống cá bạc má quá. Dạ, cá bạc má. À, dạ, hèn gì. Mắm hả cô? Dạ. Dạ, không, này quay video á. Ở Sài Gòn ra thôi cô, không có nấu cơm được. Cảm ơn cô nha. Rồi. Phút đằng kia là bán tôm. Rau. Rồi mình đi xuống. Đó. Đi tiếp. Bán gì sâm bổ lượng. Vậy là bánh cam. Rồi. Đâu qua đây. Đậu hũ trắng. Rau. Dạ. Ủa kêu chụp hình ở đâu? Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, chợ tiêu, tiêu điều hả? Sớm tiêu, tiêu điều hả? Dạ. Rồi, mà có công việc làm cũng đỡ rồi. Dạ. Dạ. Đó là cái hướng đi vô hồi nãy. Rồi.
Dạ. Mình đi ra ngoài kia. Bên đây nè. Ra ngoài luôn. Rồi, mình đi ra nè. Thôi tiếc chút xíu, ở chỗ đó họ bán cái cá ngừ rất là lớn, nhưng mà cũng sắc thành từng miếng máu không à, không cách nào quay được hết. Đây. Bạn ấy qua trốn rồi. Rồi, qua góc đây cũng cá không nè. Để mình xem mình lướt qua được cái gì mình lướt qua ha. Rồi, ở đây bán sữa đậu nành. Rồi, mang đi bán luôn. Đây nước qua cá ngừ. Đây quay làm chả cá, cô kêu quay làm chả cá. Cá này là từ cá măng hay cá gì cô? Để làm cá biển em, cá rửa cho. Cá rửa hả? Dạ. Để thấy bữa bán bún cá thùy ở trong thành phố Quy Nhơn, họ nói là cái cá họ làm là cá măng. Cái măng cá thác lát, cái biển. Không, không làm cá đồng. Dạ, không làm cá đồng. Cái măng là cá hồi, cá thác lát là cá đồng. Dạ. Còn cái cá này của cô là cá gì? Cá biển. Cá biển mà tên là cá. Cá rượu là. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Cá cơm à. Này với việc cá chỉ vàng. Rồi, chụp hình đi, chụp hình rồi. Chụp hình rồi đó. Dạ. Dạ. Cá này cá từ cá gì cô hả? Cá củ với cá nhồng. À, cá tủ với cá nhồng. Vậy là mỗi một người sẽ làm một cách khác nhau ha. À. Hồi nãy cô kia là cá rửa. Cái nào, bè nào cá rửa? Ở phía trong mà, cô nói cô cá rửa. Cá hú cá rửa vậy. Dạ. À, chào cô ha. Dạ cá rứa cô. Dạ. 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 Đây cá ồ, cô nói cá ồ. Cá ồ. Dạ. Cá ồ mập. Dạ. Rồi, con chào cô nha. Cảm ơn cô. Dạ. À, chợ ở đây thật sự là vui các bạn, vui lắm. À, thật sự tôi nói thì đi các chợ thì các loại cá sẽ giống nhau thôi. Cái quan trọng ở chỗ là chúng ta thấy được cái nhịp sống, cái cuộc sống hàng ngày, cái nụ cười, cái giọng nói của mọi người thì địa phương ha. Rồi, à, đây cơ bản là cái chợ Xóm Tiêu mà mình đã quay đi hết rồi đó. Yeah. Ra đầu chợ ăn bún bò, cô bán bún bò bò tái nha, tái với gân luôn cô ơi. À, tái với gân. Dạ, tái gân nhiêu tô cơ hả? À, muốn ăn nhiêu ăn, 25, 20, 30 muốn ăn nhiêu ăn à? Rồi, cô bán cho cô 30 đi. Dạ. Đây. Bún bò tái gân trong chợ Xóm Tiêu. Đây, nước sôi nghi ngút luôn. Dạ. Tái. Có bánh cháo nữa ha. Bánh cháo lòng bánh hỏi nữa. Ờ, à, cháo lòng bánh hỏi. Dạ. À. Đây, gừng. Huyết. À, làm 35 luôn cho dễ tính cô. 35 ngàn. Dạ, đúng rồi. À. Trời, ủng hộ cho bà về. Dạ, đó. Bình thường đây người dân mình ăn bao nhiêu tiền cô? 15, 25. 20, 25, 15. Ai muốn ăn nhiêu ăn à? Ờ vậy hả? 15 cũng bán luôn. Ăn nhiêu ăn bình thường. Bạn thấy là Quy Nhơn là dễ bán bình dân mà. Dạ, Quy Nhơn là bình dân. Đó, nguyên tô luôn. À. Này là 35 ngàn ha. 35 mà bán rẻ chứ. Dạ. Còn người kia là phải 40-50 cây. Dạ đúng rồi. Ok rồi, con ngồi đó luôn. Cảm ơn cô. Xong cho con miếng rau trụng luôn nha cô. Rau, 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 rau. Dạ. Dạ. Đây, thủ bún bò 35 ngàn ha. Đó, rau trụng như này là ớt nữa. Rồi, chúng ta chuẩn bị ăn.
Thì mình đang ăn xong tô bún bò các bạn. Cơ bản là cái phần gân mềm, phần bò tái thơm, ớt rất là cay, thêm cái phần củ hành tím gọi là ngâm chua đó, chua chua ngọt ngọt và giòn. Tuy nhiên cái phần nước lèo rất là bình thường. Thì có nói chuyện với cổ thì cổ khoảng độ 70 tuổi rồi. Các bạn có đi chợ Sớm Tiêu thì ghé qua ủng hộ một tô bún nha. Nước lèo thực sự là bình thường các bạn, ăn nói chung là để cho no cái bụng thôi. Tuy nhiên cái phần nguyên liệu thì ok đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp về thành phố Quy Nhơn, một thành phố đẹp và yên bình.